Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình xin review sản phẩm, đó là sản phẩm nước cam ép các bạn ạ. Và cái nước cam ép này được sản xuất bởi công ty Tropica. Và trên cái hình ảnh để chia sẻ với các bạn là cái lon nước cam ép. Cái lon nước này thì được làm bằng nhôm các bạn ạ. Đây. Cái lon nước này được làm bằng nhôm. Bằng cái nhôm dẻo, cái nhôm này mỏng rất dẻo. Và cái trên cái hình ảnh bao bì của sản phẩm có hình ảnh minh họa của cái trái cam được bỏ ra. Những tép cam rất là vàng mọng. Và vì sản phẩm là nước cam ép nên có cái hình ảnh trên cái bao bì là màu vàng các bạn ạ. Đây. Một nửa là màu vàng và một nửa là màu trắng. Thì cái màu vàng là màu chủ đạo. Vì cái nước cam này, cái tép cam nó có màu vàng. Đây. Và có cái hình ảnh minh họa của quả cam. Đây. Hình ảnh minh họa của quả cam. Quả cam thì có màu vàng, lá thì màu xanh các bạn ạ. Đấy. Trên bao bì của sản phẩm có ghi là bổ sung vitamin C và A. Nước cam ép có bổ sung vitamin C và A. Thực phẩm bổ sung từ nhà sản xuất của Pepsi. Đấy. Cái thương hiệu, cái sản phẩm này được bổ sung của cái nhà sản xuất Pepsi. Và trong 300 trọng lượng của cái này là 320 ml các bạn ạ. Khối lượng là 117,3 và 5,9%. Tính trên năng lượng của cần thiết mỗi ngày của cơ thể các bạn ạ. Có bổ sung vitamin C và A. Đây, hai phần bên này và bên này có in giống nhau. Và đây là cái phần giới thiệu về thành phần của sản phẩm. Và nguyên liệu của sản phẩm chia sẻ thêm với các bạn là thực phẩm bổ sung nước cam ép nhãn hiệu Tropica. Thành phần nước đường, nước cam hoàn, nước cam của hoàn nguyên từ nước cam cô đặc, chất điều chỉnh độ axit và chất ổn định, vitamin C, hương liệu cam giống tự nhiên, chất bảo quản là chất tạo ngọt chống hợp tổng hợp. Và bởi sản xuất chịu trách nhiệm bởi công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Pico Pepsi của Việt Nam được và cao ốc số 8 đường Đồng Khởi, phường Bến Ghé, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số điện thoại chăm sóc khách hàng là 1900 1220, theo bản quyền của Tropica. Và cái sản phẩm này là sản phẩm sản xuất bởi công ty Pepsi, trách nhiệm hữu hạn Pepsi các bạn ạ. Có xuất xứ tại Việt Nam. Hạn sử dụng xem ở đáy lon. Ngày sản xuất trước hạn sử dụng 6 tháng. Nghĩa là cái sản phẩm này có hạn sử dụng là 6 tháng. Và làm từ nước cam cô đặc nên các thành phần quả cam có thể bị nắng, tuy nhiên chất lượng không thay đổi, vẫn an toàn để sử dụng. Và trước khi dùng thì các bạn có thể nắp đều cái lon này như thế này. Đấy. Cái tép cam có thể nắng ở dưới lon nên trước khi sử dụng thì mình nắp cái lon này như thế này thì cái tép cam nó sẽ nắp đều lên trên và không bị nào ở trên thì không có và ở dưới nhiều quá.
Mình lắc đều lên như thế này trước khi sử dụng. Và chia sẻ thêm với các bạn là đây là hạn sử dụng được ghi ở ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi ở dưới đáy lon. Và cái lon này sản xuất ngày 26 tháng 4 năm 2024. Hạn sử dụng là 26 tháng 10 năm 2024. Cái này có hạn sử dụng đến tháng 10 năm 2024. Bây giờ là tháng 6 rồi các bạn ạ. Và cái đáy lon thì được nhà sản xuất lon họ làm cái đáy này lõm vào, và cái trên cái đáy có một cái viền nổi để mình đặt cái lon xuống nó sẽ phẳng. Nếu mà cái lon cái đáy này mà nó nổi ra thì mình đặt cái lon nó sẽ dễ bị đổ, nó dễ bị đổ hơn các bạn ạ. Đấy. Đấy. Và khi cái đáy lõm vào thì mình đặt cái lon nó rất là cân, nó không bị đổ. Và chia sẻ thêm với các bạn là đây là phần nắp của lon. Nắp của lon thì được thiết kế với cái nắp giật, nên là khi sử dụng các bạn chỉ cần một thao tác rất là đơn giản. Mình cầm vào cái quay này và mình ấn bật mạnh một cái là có thể sử dụng được các bạn ạ. Và cái nắp này được làm bằng nhôm nên là nó giữ cái không khí, giữ nước ở trong rất là kín, không bị thủng, không bị rách như những chai nhựa, thì còn có thể bị hở hoặc là cái nắp chai còn có thể không kín, không an toàn, nhưng cái nắp bằng nhôm này thì rất là chắc chắn, kín hoàn toàn và không dễ bị hở, bị có những cái con côn trùng cắn như là cái chai nhựa ấy, thì có thể bị con chuột hoặc con rán nó cắn. Nhưng cái vỏ này được thiết kế bằng nhôm nên các cái con côn trùng nó không thể gặm nhấm, không thể cắn được các bạn ạ, nên không thể dễ rách dễ thủng như cái chai sản xuất bằng nhựa. Đấy, đây là cái chia sẻ với các bạn, đây là cái thành phần của cái vỏ non là cái sản phẩm mà mình chia sẻ với các bạn. Và chia sẻ thêm với các bạn là cái vỏ non này có thể dùng trong tái chế các bạn ạ. Cái vỏ này bằng nhôm nên là khi sử dụng hết cái sản phẩm ở bên trong, các bạn có thể dùng để tái chế. Và khi mà dùng hết cái sản phẩm ở bên trong với một cái thao tác rất là đơn giản, các bạn chỉ cần phân biệt loại rác, nghĩa là mình không vứt cái lon này vào cái loại rác thải thông thường các bạn ạ, mà mình vứt ra một cái túi riêng, thì với một cái thao tác đơn giản của các bạn đã tiết kiệm rất nhiều cái công đoạn cho các bác công nhân bên vệ sinh môi trường. Thì các bác công nhân bên vệ sinh môi trường chỉ cần nhắc từng loại túi ra và để loại nào vào loại đấy thôi, không phải phân loại nữa. Tại vì bây giờ cái lượng rác thải ra môi trường mỗi ngày rất là nhiều, đang bị hiện tại là đang bị quá tải cái lượng rác thải mỗi ngày, nên là nếu mà tất cả những cái lon như thế này hoặc những cái chai nhựa và cái bê tông mình vứt lẫn lộn vào rác thải thông thường hàng ngày thì cái lượng rác thải nó rất là lớn các bạn ạ, nó rất lớn luôn. Thế nên chỉ cần một cái thao tác đơn giản của bạn thì đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức cho các bác công nhân vệ sinh môi trường các bạn ạ. Nào, đây là chia sẻ thêm với các bạn là cái vỏ lon là cái vỏ có thể dùng trong tái chế các bạn ạ. Và mình cùng chung tay giúp cho môi trường xanh sạch đẹp hơn mỗi ngày. Và các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin hoặc là thành phần dinh dưỡng chia sẻ thì trên sản phẩm của bao bì có in mã vạch của sản phẩm. Các bạn có thể quét mã vạch hoặc gọi điện với số điện thoại hỗ trợ thì khách hàng là 00 024 302 55. Đấy là số điện thoại tư vấn của khách, tư vấn hỗ trợ khách hàng. Và bạn hãy còn
Gì thắc mắc thì hãy gọi điện về tổng đài để được hỗ trợ tư vấn tất cả mọi thắc mắc của bạn. Và hôm nay mình xin dừng bài chia sẻ tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.